Hello, Hồng An chào mọi người. Hồng An chúc bà con cô bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay là cũng là ráng tranh thủ làm thêm một clip chia sẻ anh em tín đồ Future 2. Một chiếc xe nói chung là khá là chất và khá là đẹp. Và xe này được một cái là dàn áo là dán keo không tì vết nha anh em. Xe chủ xe là rất là kỹ luôn nha, dán keo nguyên chiếc. Áo tem còn nguyên luôn anh em. Dán keo nguyên chiếc không tì vết. Hồng An cũng đang rửa sạch sẽ rồi nha, giờ chia sẻ cho anh em luôn. Bộ áo của nó nguyên luôn nha anh em. Trước giờ Hồng An mới thấy bộ áo được đẹp như vậy đó. Chúng ta hai bộ áo rất là đẹp luôn. Đi coi nè, xe ngay chủ sử dụng anh em biết rồi. Áo rất là đẹp luôn nha, không mất bể luôn nha anh em. Vàng ốc tán cũng còn màu luôn đó. Chiếc xe này rất đẹp và máy rất là chất luôn. À, máy chất lắm. Em kèm vào coi bộ áo nè, em kèo kèo hết luôn nha anh em. Đời 2.5 rất là đẹp luôn. Bộ áo cùng xăng bình sườn dày thui tán 7 màu, kẻ nó bị giọt anh em, kẻ nó chóc rồi ha. Họ cũng có dán lại vậy đó, chóc ra nè. Xăng nè em thấy không? Rồi. Quá hoàn hảo luôn. Xăng engine theo xe nhưng mà có bao rồi nha anh em. Để 5 nha anh em. Để yên. Để yên 2.5, để yên có bao. Bao lại rồi. Còn em phải đi sơ cái gà công tắc của nó nè. Công tắc. Nút đề. À, bao tay zin vẫn còn nha anh em, bao tay zin vẫn còn nha. Nút của nó đó anh em còn nguyên hết. Xe này 18.000 là sai nha anh em, không đúng nha. Con này phải đi tầm khoảng 30 mấy ngàn á. Con xe này 18.000 là không có chuẩn rồi ha. Chiếc xe rất là đẹp luôn. Không dính nứt, không nhét bể. Chén cổ cũng chưa mở, chưa canh chỉnh nha anh em. Chén cổ còn nguyên, chưa canh chỉnh gì hết á. Đẹp luôn thấy không? Chén cổ chưa canh chỉnh nè. Phải về dán kẹo nè. Dán kẹo nguyên chiếc còn nguyên hết. Và máy đang nổ nha anh em. Xe là vàng bạc, phục lốc còn nguyên nha. Không có dặm tút nha. Phục trước, phục sau, gạt te, lóc và còn nguyên, không dặm tút. Và đây là cánh bẩn của nó nè anh em. Không có gãy bát nào hết trơn, nó dán keo qua nè. Nguyên hết á. Dán keo nè. Xe lọc ra như mới vậy đó. Tem còn nguyên. Thấy không? Còn nguyên hết nha anh em. Đát cũng còn hết. Đúng đời, đúng đát hết. 2.5 rất là đẹp luôn. Bên đây cũng vậy luôn nha, trái phải rồi cũng nguyên hết. Dán keo. Mấy áo Future mắc lắm anh em ơi, một bộ áo zin mắc lắm, không phải dễ tìm đâu. Nhưng có nó nguyên nè, dán keo hết nè, rất là nặng luôn nha anh em. Vậy cui à, 2.5 luôn nha anh em. Đồ chuẩn lắm, dán keo luôn. Đó, nhựa keo nè. Anh em về chịu khó lột ra bát lại nha. Đó, mặt nạ vẫn còn nguyên, không có bị gãy bị chấu gì hết á. Đó, mặt nạ vẫn còn nguyên luôn. Dán keo 2.5 luôn nha anh em, đúng luôn 2.5. Đó, miếng nhựa nè, mỏ cài nè còn nguyên nè. Đó, còn nguyên hết, không gãy gì hết, mỏ cài cũng còn nguyên luôn, mỏ cài vuốt trắng bùng anh em, chấu còn nguyên nha anh em. Rồi, ok, rồi mình đi chi tiết chiếc xe nha. Xe này đầu nồi chưa rớt nha anh em, bình sườn rất là đẹp luôn ha, vàng sạc vàng lửa IC, bình xăng con nguyên theo xe. Nói chung xe này, chiếc xe là một chiếc xe zin nguyên bản, rất là đẹp. Này chìa khóa họ làm chìa mới rồi nha. Làm chìa mới ha, chìa mới tinh.
cặp kia luôn đó, anh em coi phục nè, cũng còn màu hết trơn. Mang đi nhanh nhanh nha, hơi bị tối rồi ha. Đó, nguyên của nó là dấu chấm sơn vẫn còn nè, máy đang nổ thì thầm luôn nè, câm là vẫn còn sáng, nói chung là vẫn còn khá đó, câm vẫn còn khá nha. Xe này là xe đậu, ông em nói rồi, xe này xe đậu nha anh em, chủ xe họ đậu cũng hơi lâu à, cặp niền nó hơi bị mục quá nha, bắt cục còn nha anh em, xe này thu cặp niền thôi. Cặp niền anh em nào muốn thay thì thay ha. Siam Goshi nó đậu một chỗ nó bị nứt nè, ông em sẽ trừ tiền cặp niền cho anh em đó, cặp vành đó, đó nứt nha. Anh em nào muốn mua thì mua, chưa thì cặp bành cho anh em trước sau luôn, để cặp bành đậu sao mà nó hư cặp bành, cặp bành sao anh em đó. Ingoxy rất là đẹp luôn, câm vẫn còn màu, anh em thấy không, má đùm đẹp lắm, câm nè trắng sáng luôn nè, rất là đẹp, xe chiếc xe đẹp lắm anh em, dấu chấm sơn vẫn còn hết trơn nè, rất đẹp rất đều luôn, nguyên bản của nó hết, cao su này vẫn còn zin luôn nha anh em, nó cũ nhưng mà nó zin nha, đó, xe nói chung là để chùm mền mà không đi, nó gấp rất đẹp luôn, đó, cái năm luôn. Quay rất là kỹ luôn nha, em coi cái sườn của nó nè, sườn bị cui à, không bị mục mọt gì hết nha, đàn bạc rất đẹp, cặp te gấp, không có bị dợp bị gì hết, coi nè, của nó, màu sơn cũng như một, thấy không, sườn này. Sườn dày cui luôn nè, thấy không, không có một miếng mục mọt gì hết á, kể cả cái gấp luôn nha, nó chống đứng chống nghiêng nè, anh thấy không, cổ bô họ hàng à, cổ bô inox nha anh em, cổ bô có hàng đi, cổ bô đi inox chống xét nha, cổ bô có hàng nha, inox chống xét. Chưa gì hết nè, rất là đẹp luôn, đẹp luôn, kêu máy nè, kêu máy, lắp zin nha, lắp bằng zin nha, không có dặm tút nha anh em, bị khui à, lắp zin nhựa zin luôn. Nồi vẫn còn chả nha anh em, nồi vẫn còn chả nha, bình xăng con, hơi xe, chấm sơn vẫn còn, chút nền của nó, xe đậu anh em thấy khác liền nè, xe đẹp lắm, không vẫn còn màu hết trơn nè. Ủa, đẹp quá anh em ơi, xe ốc tán vẫn còn trắng sáng lắm á nha, mở gà không á nè, không mở gà không á, xem cua xì anh em. Cái cặp niền bị nứt thôi, bị mục, anh em nào muốn mua Hồng An mua giùm cho anh em luôn ha, còn không thì Hồng An sẽ trừ tiền cho anh em 1 triệu nha, bớt cho 1 triệu. Anh em nào muốn thay cặp bành Hồng An mua cho anh em luôn,
có bán hết trơn nha anh em. Đi phục rất đẹp luôn, ở Su Vinh vẫn còn. Xe này được cái là nguyên bản, thực sự là Vinh nguyên bản luôn á. Áo tem dán keo, dàn bạc lóc rất là đẹp. Máy là thì thầm nha anh em. Xe này máy khỏe lắm á, nhích ra là nhóm nhóm á, và đặc biệt chạy là không hú hí nha, không có hú số nào hết trơn nha anh em. Xe này không có hú số nào hết trơn á. Hồng An đã tiện chọn cho anh em chơi, anh em yên tâm đi, những cái xe hú là Hồng An không bao giờ nhập hết. Nói chung là nồi hú gió là vẫn chấp nhận được nha, nhưng mà hú số là không thể nào được hết. Nguyên lý về những cái xe số á, nồi hú anh em thay bộ nồi là hết, chắc chắn là hết thôi. Hú gió đó nha, gọi là hú gió đó thì nó bình thường, rất là bình thường luôn. Nhiều cái xe họ đi lâu ngày, những cái nhông nó hơi bị mòn á, nó sẽ phát ra một tiếng hú gió đó nha. Mà nhiều khi những chiếc họ còn mới nó họ vẫn có hú đó à, những chiếc xe mới vẫn có hú thôi, bình thường thôi. Những chiếc mà phiêu của Thái hàng nhập về vẫn hú nha anh em, bình thường thôi. Nhưng mà hú số là không thể nào được hết, chấp nhận được. Hú số là không chấp nhận được. Có gì nào xe. Phốc vàng ươm luôn nha anh em. Cái đời xe này đời Thái á, ốc Thái anh thấy không? Ốc số 10 không à. Mà nó vàng ươm mà anh em. Thành ra đời này máy nó chạy bốc lắm, chạy cực kỳ bốc luôn nha anh em. Xe Thái mà. Máy Thái luôn nha anh em. Kêu hai là máy Thái đó. Quy cục máy Thái luôn á anh em. Thành ra máy chạy sướng lắm. Rất là đẹp luôn. Màu hết trơn nè, lóc trắng phấn luôn anh em. Xe này đi kỹ lắm, nói chung mà xe đi kỹ, dấu chấm sơn vẫn còn nè. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì đó, vẫn còn luôn nha anh em. Rất là đẹp. Máy nổ là không nghe tiếng luôn á, thì thầm nữa anh em. Kỳ chất. Đẹp lắm anh em ơi. Xe tay rồi nguyên hết. Còn máy xịt ba cái dầu lên cho nó nhả ba xét á anh em. Nhả xét ra. Lóc không ăn rửa đây, trắng phấn luôn anh em. Dấu giấm sơ vẫn còn đâu đây nè. Nó bị bay rồi. Bị bay, đây cũng khỏe xuống phấn luôn nè. Đâu đây nè. Bay hết trơn rồi. Lóc này. Còn màu hết trơn. Đẹp lắm, ốc tán trắng tinh anh em ơi. Xe đậu á anh em, nó vàng luôn trắng sáng luôn á. Cái này rất là đẹp. Ở đây cũng vậy nha anh em, thấy không? Buộc nè. Sơn nè. Căm đùm. Con này không ăn bán 2x nha anh em. Nói chung là ít lớn ít nhỏ do duyên thôi, nói chung là ít nhỏ nha anh em, ít nhỏ thôi ha. Đầu nồi chưa rớt, dán keo nguyên chiếc, máy là đạt chuẩn luôn nha, chạy không hú không hước nha anh em. Một con xe chuẩn lắm. Nói chung là chủ xe này đi thực sự là cũng rất là kỹ luôn, mới giữ được bộ áo như hôm nay và cặp lốc cặp te đó. Anh em thấy te là biết rồi ha. Ốc tán vẫn còn màu nha anh em. Điện theo xe là đậu nó bị nứt nè. Hồng An nói rồi, bớt 1 triệu cho anh em. Anh em nào cần thì Hồng An thay cho anh em, kiếm cho anh em được ha, bình thường nha anh em. Nó lóc nè, đẹp lắm, không có dợp nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn á, dàn ốc này. Mai Hồng An sẽ ráp bộ áo lại cái, máy sẽ quay sơ bộ áo cho anh em xem cái luôn. Rất là đẹp. Chân cuộc em thấy không? Chân cuộc màu luôn nè. Chưa có bị dợp nha anh em. Gấp nè,
có mục ngọt à. Anh em nào coi xe này là được thì chốt luôn nha anh em. Lốc nè, nó bị dợp gì hết nè, chính là cái dầu thôi. Đẹp luôn, máy đang nổ đi thầm, máy chắc lắm anh em. Các xe là không có bị hú số nha, không ăn vui là không có bị hú số nào hết trơn nha anh em. Từ số 1 tới số 4 luôn á. Là chuẩn nha anh em. Rồi ok vậy đi, cũng chẳng có gì đâu. Một con xe nói chung là áo tem zin theo xe, dán keo vàng bạc zin, đát phục còn hết trơn á. Chỉ có lỗi nhất là cặp vành bị mục, da yên có bao lại thôi ha. Đó, với cái cản nó hơi bị chày, ba món này thôi nha. Đó, xe này nó như vậy thôi. Và cái cổ bô họ mở cho nó thông lại cái có bộ inox thấy rồi đó, toàn bộ là IC sạc lửa để theo xe hết đó, nguyên bản hết đó. Sườn này rất là đẹp luôn nha anh em, sườn dày cui luôn á, dạng nhựa rồi còn nguyên hết. Con xe đáng để anh em chơi, giá thành cũng rẻ nha, chỉ có 2x thôi đó. Nói chung là 23 triệu đi anh em ơi, bao hồ sơ cho anh em luôn. Đó, anh em nào mà thích hai cặp vành thì Hồng An thay cho anh em luôn, không Hồng An sẽ bớt một triệu đó, như vậy thôi ha. Bao hồ sơ ra công chứng cho anh em luôn, xe này ủy quyền về Hồng An ăn rồi nha, mới ký hồi sáng luôn nha anh em, hồ sơ là mới ký hồi sáng đó, ngay chủ ký về Hồng An luôn. Xe mua ngay chủ thì Hồng An sẽ bán giá rẻ hơn ha, mình mua ngay chủ thì Hồng An sẽ bán giá tốt hơn. Còn xe mà mua lại của lái anh em nhiều khi cũng phải lời một tí ha. Đó. Rồi bye bye mọi người đã xem clip hôm nay. Số điện thoại là 036 888 383 0903 975 nha. Bye bye mọi người.